Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống. Quý vị, trong suốt thời gian vừa qua, kể từ khi mà Kamala Harris thay thế Joe Biden ra tranh cử tổng thống, thì quý vị, bà ta đã mở một cái chiến dịch tấn công ông Trump tất cả mọi góc cạnh. Tất cả mọi góc cạnh và luôn mở miệng ra là nói là ông Trump sẽ đe dọa nền dân chủ, chụp mũ cho ông Trump là sẽ ký xác lệnh cấm phá thai trên toàn quốc rồi đưa ra rất nhiều và tất cả những gì bà ta thất bại trong 3 năm rưỡi 4 năm qua khi bà ta làm phó tổng thống đứng chung với lại ông Joe Biden thì bà ta đổ hết tất cả những cái sự thất bại này qua mình của ông Trump. Chúng ta đã thấy được tất cả những cái cuộc nói chuyện của bà ta ở trên các cuộc phỏng vấn với những đài được xem là thân thiện với bà ta và Mới đây nhất thì Kamala Harris lại tung ra cái hồ sơ y tế của bà ta và cho rằng là bà ta đã công khai cái hồ sơ về y tế của bà ta và bà ta áp lực ông Trump là phải công bố cái hồ sơ y tế giống như bà ta. Đây là một trong những cái đòn mới nhất mà bà ta đưa ra nhằm có thể gọi là tìm cách tấn công ông Trump. Tuy nhiên thì quý vị có vẻ như bà ta thất bại trong vấn đề này là bởi vì ông Trump đã không có lên tiếng trong cái vấn đề này và ông nói rằng là ông đã công bố hồ sơ sức khỏe từ năm ngoái và bắt đầu từ lúc mà ông Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2018-19 thì ông Trump mỗi một năm đều công bố cái hồ sơ sức khỏe của ông Trump. Quý vị trên đây là cái bản tin mà chúng ta có được là Harris đã buộc áp lực với ông Trump trong cái hồ sơ về sức khỏe. Trong đó thì bà ta đã công bố cái hồ sơ sức khỏe của bà ta và nói rằng sức khỏe của bà ta tốt và phù hợp với ghế tổng thống. Và sau khi đó thì bà ta lại bắt đầu à, cáo buộc là ông Trump đã thiếu sự minh bạch trong việc công bố cái hồ sơ sức khỏe của ông Trump, trong khi ông Trump đã công bố từ năm 2019 và 2000, à, 2018, 19, 20 rồi quý vị và sau đó khi mà ông à, ra tranh cử với Joe Biden, ông cũng đã công bố hồ sơ sức khỏe của ông và bác sĩ xác nhận rằng sức khỏe của ông lại sao lần rất là tốt trong cái việc mà gọi là tranh cử tổng thống. Tuy nhiên giờ đây thì à, Kamala Harris dường như đã hết đạn. Không còn một cái uh, cửa nào tấn công ông Trump. Vì, bởi vì tất cả những cái cửa tấn công ông Trump đều bị ông Trump uh, giải mã hết. Và đồng thời là đều bị uh, người đứng chung liên danh của ông, của ông Trump là kẻ ông uh, Jerry Van, cũng đều uh, bác bỏ hết. Và đưa ra những cái lý luận tương đối là thuyết phục hơn. Thì quý vị, đảng Dân Chủ và Kamala Harris gần như là gần còn có 2 tuần nữa thôi. Hôm nay là coi như là ngày 17 Tây rồi. Thì chỉ hơn 2 tuần nữa thôi là tới cuộc bầu cử họ gần như lâm vào tuyệt vọng. Thứ nhất là cái mức điểm của Kamala Harris đã rớt xuống ở tất cả các tử bang chiến lược. Tất cả các tử bang chiến lược. Riêng tại Georgia ngày hôm qua, quý vị, có vị thấy là trường Quinnipiac, tức là trường đại học Quinnipiac đã đưa ra cái bản thăm dò cho thấy. Riêng tại Georgia thôi, ông Trump gác bà ta tới 7 điểm, trong khi cái mức sai biệt chỉ cộng trừ chưa tới 4%. Tức là ông Trump gác bà Kamala Harris ngoài cái phần sai biệt luôn. Ở những tiểu bang khác thì ông Trump vẫn gác điểm riêng có tại Wisconsin thì bà ta vẫn còn gác điểm. Và hơi một chút xíu là ngang ngửa ở tại Nevada. Thì quý vị, nó khác xa so với cái thời gian honeymoon của bà ta khi mà bà ta chính thức ra tranh cử tổng thống thay thế cho Joe Biden. Thì bây giờ quý vị gần tới ngày bầu cử, mức điểm của bà ta rớt thê thảm. Lý do bà ta rớt điểm thứ nhất là bà ta không có một bản kế hoạch nào được xem là điều hành của máy quốc gia và khác biệt với Joe Biden. Và thứ hai, bà ta cũng không có chiến lược nào cho cái việc điều hành quốc gia từ đối nội tới đối ngoại. Đây là lý do đầu tiên bà ta bị rớt điểm. Lý do thứ hai là bà ta liên tục đưa ra những cái chính sách mà người ta cho rằng bà ta chỉ hốt phiếu. Thứ nhất là bà ta đòi giảm thuế theo kiểu của ông Trump. Tính dụng thuế là một cái hình thức bắt trước ông Trump. Thứ hai là bà ta đưa ra những cái chính sách để vuốt ve những cái cộng đồng. Ví dụ như là cách đây vài ngày khi mà đảng Dân Chủ than phiền rằng bà ta bị mất khối phiếu của những người đàn ông da đen vào tay của ông Trump. Bà ta thắng được khối phiếu của người những người phụ nữ da đen, nhưng mà bà ta đã đánh mất khối phiếu của người đàn ông da đen. thì bà ta tung ra cái cái gọi là sẽ hợp pháp hóa cần xa trên toàn quốc nếu bà ta thắng cử để lấy phiếu của người da đen. thì quý vị tất cả những cái hành động này gần như là bà ta tuyệt vọng. bà ta không có một cái chiến lược nào để thuyết phục cử tri so với ông Trump. Ông Trump thì từ đối nội cho tới đối ngoại, ông đều có tất cả những cái chính sách rõ ràng. Do đó, cái lý do mà Kamala Harris đã bị đã, à, underdogs, tức là đã bị dưới hạ cơ, khi chúng ta chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa là tới cuộc bầu cử. Thưa quý vị, bên cạnh cái việc mà tìm cách tấn công ông Trump về chuyện này chuyện kia, thì họ cũng không từ bỏ những cái yếu tố pháp lý. Và đảng Dân Chủ cũng huy động tất cả những cái yếu tố pháp lý để mà gây ra một cái scandal. Tức là một cái một cái bom sale hay còn gọi là một cái bom sale để mà tìm cách hạ điểm của ông Trump và tìm cách gọi là diêm hàng ông Trump. Trong ngày hôm qua thì quý vị, công tố viên bà Phoenix à, Willis đã bắt đầu tìm kiếm thì việc truy tố lại với ông Trump ở cái vụ án ở tại Georgia. Đây là bản tin quý vị. Câu à, à, DA tức là biện lý của quận à, cái quận ở Georgia là bà Willis đang tìm kiếm tái à, truy tố lại với ông Trump biện lý của quận Fulton ở tại và uh, Georgia là bà Fannie Willis đã yêu cầu uh, tòa kháng án là tái truy tố lại 6 tội danh mà xen uh, vào bầu cử nhắm vào cựu tổng thống Trump và 5 người uh, được xem là đồng phạm với ông và theo tường trình của tờ Atlanta Chuno uh, Constitution, thì bà Willis văn phòng của bà ta đã chính thức điền một cái đơn ngày thứ ba yêu cầu tòa kháng án lật đổ cái phán quyết trước đó của à, chánh án của tối cao pháp viện tiểu bang này là Scott Murphy. Trong đó thì à, nói rằng bà ta đã không đủ cái yếu tố cung cấp tất cả những cái uh, chi tiết cho phía bị cáo và trong đó gần như là đã bãi bỏ và cái cái bản cáo trạng gọi là xen vào bầu cử này vốn đã đường điện vào tháng 8 năm 2023 và trong đó đã không đủ yếu tố để truy tố ông Trump. Và giờ đây thì bà ta chính thức đệ trình lại. Trong đó bà ta sẽ truy tố với ông Trump, cựu thị trưởng của thành phố New York là ông Rudy Giuliani và cựu động lý văn phòng của tòa bà đốc trước đây là Mark Meader cùng với lại luật sư John Eastman, Ray Smith và Bob Shelley. Đây là những cái cáo trạng mà bà ta nhắm vào ông Trump và đã được vợ điền vào hôm thứ Ba vừa qua. Đây là cái đòn pháp lý mới nhất mà họ đang nhắm vào ông Trump. Bên cạnh đó thì công tố viên đặc biệt Jack Smith cũng đã bác bỏ tất cả những cái yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông Trump. Quý vị, công tố viên Jack Smith là đã bác bỏ tất cả những cái yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith trong ngày thứ tư đã yêu cầu tòa án là bác bỏ cái yêu cầu của ông Trump là về vấn đề gọi là cái vụ án xen vào bầu cử nhắm vào cựu tổng thống Trump. Ông Smith và toán luật sư của ông ta đã bắt đầu đưa ra một cái đơn và trong đó bác bỏ tất cả những cái lý luận của phía ông Trump để mà có thể à, truy tố ông Trump một số những tội danh khác sau khi mà ông Trump được quyền miễn tố à, và được xác nhận bởi tối cao pháp viện. Quý vị, đây là những cái vụ án mà nó đã theo đeo đảng ông Trump từ lúc mà ông Trump tuyên bố ra tái tranh cử, tức là cuối năm 2022, đầu năm 2023 thì bắt đầu những vụ án này đã được tung ra và cái vị đây là những cái đòn mà họ tấn công vào ông trump về mặt pháp lý chưa kể chưa kể còn các cái vụ án khác là có thể sẽ nhắm vào ông trump ngày hôm qua thì có hai công tố viên của jack smith đã rời bỏ cái nhiệm vụ để quay trở lại tòa uh, bộ tư pháp làm lại công việc của họ rồi thì cái vị cái vụ án đó là cái vụ án liên quan tới cái vấn đề uh, giữ những tài liệu mật và cái vị còn hai vụ án nữa còn hai vụ án nữa thứ nhất là vụ án của ông Alvin Pratt ở tại Manhattan mà đã cáo buộc ông Trump 34 tội danh và ông Trump đã bị kết tội. Thì quý vị chưa biết họ sẽ làm cách nào trong hai tuần tới để moi lại những vụ này. Và cái vụ kế tiếp là cái vụ của bà Jem, Jem tức là bà bộ trưởng tư pháp của tiểu bang New York trong việc mà bà truy tố Trump Organization, tức là cái công ty của gia đình ông Trump. Thì quý vị, đây là những vụ án mà họ đang xào nấu và họ đang tìm cách sử dụng khi mà họ không còn cái gì để tấn công ông trọng. Họ rơi vào tuyệt vọng, họ moi lại tất cả những cái chuyện này để mà đưa lên bạc, để mà tìm cách gọi là tri gọi là gây khó khăn trong ông về mặt pháp lý. Thì quý vị thấy chưa gì là hai vụ án rồi. Một vụ án ở Georgia, một vụ án ở DC là Jack Smith và Fanny Willis đã bắt đầu sử dụng cái yếu tố pháp lý này tung ra chỉ có còn 2 tuần trước khi có cuộc bầu cử. Thì quý vị, rõ ràng là họ đang sử dụng tất cả những cái công cụ tấn công ông Trump bởi vì họ hết đạn rồi. Trong 8 năm qua, quý vị đã chứng kiến là giới truyền thông và đảng Nhân Chủ đã tấn công ông Trump và gia đình của ông mọi khía cạnh khác nhau. Từ việc mà moi tất cả những cái chuyện trong gia đình của ông, từ chuyện mà moi những cái thời gian mà ông còn là một thương gia cho tới việc mà họ bắt đầu là tìm cách gọi là truy tố ông trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, đem những chuyện này làm lớn lên, rồi lấy tên ông ra lá khỏi khỏi lá phiếu bầu, rồi truy bức ông các cái tội danh và kết án ông luôn. Thì quý vị, họ tấn công tất cả mọi góc cạnh và gần đây nhất là cái cuốn sách của Woodward. Cuốn sách của Woodward lại tố, cố tình đưa ra những cái tin dựng chuyện để mà tạo một cái scandal tấn công ông. Trump đó là cái nói rằng là ông trump đã có cú điện thoại với ông putin ít nhất là 6-7 lần kể từ khi mà ông trump rời khỏi ghế tổng thống. Thì ông ta tung ra cái tin này trên cuốn sách của ông ta. mục tiêu của ông ta là tạo ra một cái sự tranh cãi scandal. thì ngay lập tức quý vị susan rice một nhân vật của đảng nhân chủ đã lên tiếng và nói rằng ô, ông trump mà gọi điện thoại cho putin sau khi mà ông rời khỏi ghế tổng thống là hành động bất hợp pháp, vi phạm luật. thì quý vị đây là những cái trò họ tung ra nhất là cái mùa bầu cử mùa bầu cử là cái mùa mà rất nhiều những kẻ mà lợi dụng bầu cử để tung sách ra bán và họ luôn đưa những cái câu chuyện theo dệt vào để mà tạo scandal cho các ứng cử viên thì chúng ta thấy được những cuốn sách của Woodward rồi cuốn sách của Hillary Clinton tất cả đều nhắm vào ông Trump tất cả đều nhắm vào ông và cố tình tạo ra một cái bom shell tức là một cái vụ nổ lớn để mà có thể à, tìm cách gọi là tấn công ông Trump và đặc biệt quý vị họ tuyệt vọng vô cùng khi mà Kamala Harris hai ba lần kêu gọi ông Trump là tái tranh luận lần thứ hai ông Trump đều bác bỏ. Thưa quý vị lý do mà họ muốn ông Trump tái tranh luận lần thứ hai là họ muốn tìm kiếm những cái câu trả lời hớ hên của ông Trump trong lúc tranh luận để mà họ tạo thành một cái scandal hay là một cái bom sale để họ chỉ trích ông Trump do đó quý vị họ thúc đẩy cái việc này nhưng mà ông Trump đã bác bỏ ông Trump đã không muốn tranh luận nữa bởi vì ông nói rằng ông đã thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên rồi ông không cần thiết phải tranh luận kế tiếp nữa và những gì mà ông muốn nói cho công chúng hoa kỳ ông đã nói từ cái chiến lược đối phó với lại các cuộc chiến ở bên ngoài cho tới cái việc đối nội ở bên trong ông đều trình bày rất rõ ràng tất cả những cái uh, những cái nghị trình của ông thì quý vị người dân hoa kỳ đã thấy rõ ngay cả cách đây một hai ngày khi mà cái câu lạc bộ về à, kinh tế ở Chicago do hãng thông tấn Bloomberg thực hiện cái cuộc phỏng vấn ông Trump vẫn lên và ông giải thích rất rõ ràng những vấn đề kinh tế của ông so với Kamala Harris thì bỏ chạy không dám lên trên chương trình của hãng thông tấn Bloomberg bởi vì chủ đích của cái chương trình này chỉ phỏng vấn về vấn đề kinh tế mà thôi và bà ta khoe khoang rằng bản kế hoạch kinh tế của bà ta được 16 người à, được giải Nobel Hòa Bình khen là sẽ tốt hơn của ông Trump nhưng mà bà ta cũng phải thú nhận rằng nếu mà xét về kinh tế, tất cả các cử tri đều tin tưởng vào ông Trump hơn so với bà Kamala Harris. Tất cả các cử tri và hầu hết các cuộc thăm dò đều thấy năm nay là các cử tri xem trọng nhất là vấn đề kinh tế. Vấn đề di dân bất hợp pháp là vấn đề thứ hai. Nhưng mà vấn đề kinh tế là vấn đề chiếm hàng đầu của tất cả các cử tri trên toàn quốc. Và ở điểm này thì bà Kamala Harris chưa bao giờ thắng được ông Trump cả bởi vì ông Trump đã có 4 năm điều hành quần máy kinh tế. Chứ không phải là ông chỉ là một kẻ tay mơ đi ra. Ông đã làm tổng thống 4 năm và người ta đã chứng kiến được ông điều hành quần máy kinh tế trong 4 năm. Do đó so sánh lại với 4 năm bà ta làm phó tổng thống chung với lại Joe Biden, sự thất bại kinh tế rất rõ ràng. Chính vì vậy mà đảng Dân Chủ và bà ta rơi vào tuyệt vọng. Họ tìm đủ mọi cách để tấn công vào cá nhân ông Trump. Thay vì họ chứng minh là họ tốt hơn ông Trump trong cái vấn đề điều hành của máy quốc gia hay là cái chia chiến lược về kinh tế họ không có khả năng cho tới giờ phút này không ai biết cái bản kế hoạch của bà ta là cái gì hết bà ta chỉ đưa ra những cái à, những cái mỹ dân như là giảm thuế 6.000 mỹ kim cho những gia đình có con em nhỏ à, rồi à, à, tính dụng thuế cho những người start up về small business tức là những người mà khởi nghiệp à, tiểu thương rồi à, bà ta tặng 25 000 Mỹ kim cho những người mua nhà lần đầu tiên thì quý vị đây là những cái gì mà bà ta tung ra đây là những cái gì bà ta tung ra và những gì bà ta tung ra bây giờ nó không có phù hợp với cái à, so với cái của ông trump ông trump ông đi vào thực tế hơn ông trump là ông biết rõ ràng là cái tiền thu của người dân hoa kỳ bây giờ bị giới hạn không còn nhiều nữa chưa chắc đã đủ chi phí cho cuộc sống ông Tuyên bố sẽ loại trừ thuế trên cái tiền thiếp. Rồi ổng tuyên bố loại trừ thuế trên cái tiền thuế đánh vào cái tiền an sinh xã hội của những người cao tuổi. Ổng tuyên bố loại trừ thuế trên cái vấn đề làm việc overtime, tức là OT. Thì quý vị, ông Trump, ổng liên tục tung ra những điều này. Và đồng thời, ổng tuyên bố ngay từ đầu, ổng sẽ giảm thuế cho các công ty à, corporation từ 28% xuống còn 15%. Tất cả những điều này thì ông Trump đã đưa ra từ lúc đầu rồi quý vị Và bây giờ thì và tôi đã nói Vấn đề mà giảm thuế cho người dân Thì ai cũng hứa được Ai cũng hứa được Nhưng làm được hay không là một chuyện khác Và cái mức thâm thủng về cái uh, Tiêu chi, chi phí của quốc gia như thế nào Nợ công ra sao Và tiền nào thâu vô Thì quý vị, Kamala Harris coi như không có cửa Ông Trump có rất nhiều cửa Để thu tiền vô Để lắp lại những cái lời cam kết của ông Tức là khi mà giảm thuế như vậy thì chính phủ sẽ bị thất thu. Và cái tiền bù vô là từ chỗ nào? Ông Trump có rất nhiều cách. Trong khi đó Kamala Harris chỉ có một cách duy nhất là đánh thuế người giàu và những công ty lớn. Mà giống như tôi nói, những kẻ giàu và công ty lớn chưa chắc đánh thuế được họ. Họ có đầy đủ tất cả những cái phương tiện để họ lách thuế và không đóng nhiều. Thì quý vị, do đó phía Kamala Harris gần như tuyệt vọng. Đảng dân chủ cũng gần như tuyệt vọng họ không có một cái phương pháp nào điều hành nguồn máy quốc gia. Sau khi mà họ chứng kiến được 3 năm rưỡi, 4 năm qua, Kamala Harris và Joe Biden đã, đã, thất bại. Thất bại trong chính sách đối ngoại, thất bại trong chính sách đối nội. Đối ngoại thì các cuộc chiến bùng nổ ở khắp nơi. Và đe dọa sắp sửa có cuộc chiến thứ 3, thứ 4, Bắc Hàn với Nam Hàn, Trung Quốc với Đài Loan. Chưa kể là cái cuộc tấn công trong vài ngày tới của Do Thái với Iran có thể sẽ bùng nổ một cuộc chiến lớn hơn. Đây là cái chính sách thất bại của Kamala Harris và Joe Biden trong chính sách đối ngoại và trong chính sách đối nội thì quý vị chúng ta thấy rõ là mức lạm phát quá cao. Mức lạm phát quá cao, bây giờ các con số báo cáo ra là bây giờ lạm phát giảm xuống là còn khoảng 3%. Nhưng mà trên thực tế quý vị đi mua hàng ở trong tất cả các ngôi chợ, quý vị thấy là không hề có giảm đi tất cả những cái giá cả. Giá cả vẫn cao. Vẫn gấp 2 gấp 3 lần so với thời gian trước đây tức là những cái báo cáo về lạm phát giảm xuống còn 3% là những cái dạ, những cái báo cáo được xem là làm giảm nhẹ đi cái mức độ nguy hiểm của lạm phát. Xăng quý vị đổ vẫn mắc hơn. Rồi quý vị đi mua tất cả những cái à, vật dụng cần thiết hay là đi chợ hay là đi nhà hàng ăn uống, quý vị sẽ thấy rằng là cái giá cả nó vẫn cao, nó chưa hề giảm, nó chưa hề giảm. Ví dụ cách đây ta 6 năm, 2018 mình ăn một tô phở 10 cho tới 12 Mỹ Kim. Bây giờ một tô phở từ 15 cho tới 20 Mỹ Kim. Có nơi còn mắc hơn. Nó đâu có giảm xuống đâu. Nó vẫn tăng lên. Và giá nhà, từ quý vị, năm 2018 giá nhà nằm ở cái mức tương đối. Là nếu mà xét trên toàn quốc là 370.000 Mỹ Kim cho một căn nhà tính trung bình. Tức là có những nơi nhà rẻ hơn, có những nơi nhà mắc hơn. Thì tính trung bình trên toàn quốc lúc mà ông Trump rời khỏi ghế tổng thống là 370.000 Mỹ Kim, 320.000 cho tới 370.000 Mỹ Kim cho một căn nhà. Bây giờ quý vị, giá nhà bây giờ gần như là ở mức nửa triệu Mỹ Kim, gần nửa triệu Mỹ Kim. Và không đủ nhà cho người dân ở. Thì quý vị thấy là giá cả lạm phát không hề giảm. Chẳng qua là những cái báo cáo để xoa dịu dân chúng. Chứ thực tế chúng ta thấy rõ, bây giờ rất khó để mua nhà, để đẩy một chiếc xe vào chợ. Mà quý vị muốn đẩy chiếc xe, quý vị phải tốn trên 200 đô la. Nếu muốn mua đầy chiếc xe ở trong một ngôi chợ, quý vị tốn từ 200 tới 300 đô la. Trong ngày xưa dưới thời của ông Trump, 100 đô la, chưa tới 100 đô la thì quý vị đã đầy chiếc xe rồi. Đây là thực tế. Do đó, 3 năm rưỡi, 4 năm qua dưới triều đại của Joe Biden, vấn đề kinh tế đã bết bát, lạm phát cao. Rồi quý vị, vấn đề tội ác trong cộng đồng, nó gia tăng kể từ khi mà mở cửa biên giới những thành phần tội phạm, những thành phần gọi là uh, di dân bất hợp pháp tội phạm từ những quốc gia khác tràn ngập tại Hoa Kỳ. Và quý vị thấy ngày hôm qua trong bản báo cáo, FBI đã cố tình giảm nhẹ những con số tội ác để mà lấy điểm cho Joe Biden. Thì bây giờ bị phanh phui ra. Tức là mức độ tội ác trong cộng đồng không hề giảm mà còn tăng. Và đời sống người dân trở nên bấp bênh hơn. Thứ nhất là bất an trong vấn đề kinh tế thứ hai là thiếu an toàn trong vấn đề uh, cộng đồng tức là nhà cửa cho tới những khu shopping bây giờ đối diện với những nguy hiểm cướp bóc đập kiến xe vân vân nó xảy ra dưới triều đại của Joe Biden đây là cái chính sách hoàn toàn thất bại của Joe Biden do đó quý vị người cử tri họ cần có một cái uh, đường hướng khác và quý vị thấy là 62% cử tri nói là đất nước đi sai đường wrong track dưới triều đại của Joe Biden và Kamala Harris Do đó, người dân họ cần có một cái chính sách khác để thay đổi cái hiện trạng bây giờ. Bên Kamala Harris không có, bên uh, Đảng dân chủ cũng không có. Họ vẫn đi theo cái chính sách hiện nay của Joe Biden thôi. Do đó quý vị, cái mức điểm của họ thấp rồi. Họ không có cửa thắng ông Trump. Bây giờ thì họ tìm đủ mọi cách để tấn công nhưng mà hết đạn. 8 năm qua dùng đủ loại đạn, bắn đủ kiểu. Bây giờ tới lúc này thì hết rồi không còn đạn nữa, bây giờ moi những cái chuyện sàm sàm ra như là cái vấn đề sức khỏe rồi bây giờ lại thúc đẩy mấy cái tên công tố viên với lại biện lý để moi lại những cái hồ sơ pháp lý của ông Trump nhằm gọi là gây khó khăn cho ông Trump và tìm cách gọi là gây chú ý cho người dân liên quan tới những cái cáo trạng đối với ông Trump nhưng mà quý vị, giống như tôi nói cử tri năm nay họ nhìn rõ lắm họ không có bị tác động bởi những chuyện này do đó quý vị, càng không bị tác động thì đảng Dân Chủ càng rơi vào tuyệt vọng. Tại vì cử tri năm nay họ cần nhất, quý vị muốn tranh cử, quý vị cho chúng tôi thấy cái, cách điều hành quốc gia trong 4 năm tới là cái gì? Và chiến lược của đất nước Hoa Kỳ là cái gì? Để chúng tôi cân nhắc giữa hai phía. Đây là cái cử tri muốn. Họ không có. Cho nên bây giờ quý vị họ thấy là cứ mỗi lần xuất hiện là Kamala Harris chỉ dở trò là đổ thừa cho ông Trump để, để, để hết cuộc phỏng vấn rồi từ cái chuyện mà bà ta quy trách nhiệm và đổ cho ông Trump sẽ là cái người ký cấm phá thai trên toàn quốc mặc dù ông Trump đã bác khỏi với những chuyện này ông nói even quốc hội có thông qua ông vẫn phủ quyết ông vẫn dành cái quyền phá thai cho mỗi tiểu bang rồi nói ông Trump đe dọa tên hình dân chủ vẫn tiếp tục vẫn cái luận điệu này rồi cái vị khi mà nhắc tới những thất bại của bà ta trong vấn đề biên giới, vấn đề kinh tế, bà ta đổ thừa hoa hết cho ông Trump và không đưa ra cái đường hướng của mình. Đổ thừa hết cho ông Trump tức là quý vị xem lại tất cả những cuộc phỏng vấn của bà ta đi rồi chưa kể khi mà hỏi tới vấn đề mà quan trọng mà cử tri quan tâm bà ta né bằng chứng là Bloomberg tổ chức một cuộc nói chuyện ở à, cái à, gọi là <laughs> economic club of chicago ngày hôm qua ngày hôm kia thì quý vị bà ta né bà ta không chịu phỏng vấn bởi vì bà ta không có một cái gì để mà chứng minh cho người dân thấy là bà ta thúc đẩy kinh tế cả chỉ khoe khoang ô, oh, bản kế hoạch kinh tế của tôi được 16 người đoạt giải Nobel ủng hộ. Quý vị, bản kế hoạch kinh tế của bà ta chả có con khỉ gì hết. Làm cách nào để làm cho người dân có thể uh, thịnh vượng trở lại? Bây giờ bà ta áp giá trần với các công ty không cho tăng giá. Chuyện này đã thất bại, tôi đã giải thích quý vị rồi. Lần trước Joe Biden đã thất bại trong chuyện này, không thể áp giá trần với công ty được mà cái giá cả cao là do năng lượng. Năng lượng dẫn tới lạm phát, thiếu năng lượng và giá năng lượng cao dẫn tới lạm phát. Muốn cho người dân có thể à, sống thoải mái là phải giảm đi tất cả những cái chi phí. Mà muốn giảm đi chi phí, đầu tiên hết là năng lượng. Tại vì năng lượng giảm thì tất cả mọi thứ đều giảm hết. Bây giờ năng lượng vẫn còn cao, lạng quản cái cuộc tấn công của cho Thái vào Iran sẽ đẩy giá năng lượng lên cao hơn. Sẽ đẩy giá năng lượng lên cao hơn và khi năng lượng lên thì tất cả mọi thứ lên. Và quý vị thấy trong cái giai đoạn của Joe Biden cầm quyền chưa bao giờ tôi thấy mà có nhiều cuộc đình công như vậy ông ta và Kamala Harris cầm quyền chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều cuộc đình công như vậy là bởi vì công nhân không đủ trả tiền nhà không đủ trả hóa đơn họ đòi tăng lương các nghiệp đoàn phải đáp ứng cái yêu cầu của công nhân là đòi tăng lương cho nên đình công khắp nơi từ Boeing qua tới hệ thống khách sạn rồi bến cảng rồi à, sắp sửa tới Starbucks hay là giới y tế họ đòi tăng lương nhưng quý vị, giống như tôi nói, tăng lương không phải là cái mấu chốt, tăng lương chỉ giải quyết cái ngọn thôi. Làm sao giảm đi chi phí của người dân, đó mới là cái gốc. Bà ta không có kế hoạch, trong khi ông Trump có kế hoạch. Ông tăng cường sản xuất tại Mỹ, ông đánh thuế cao những công ty nhập cảng, ông buộc các công ty đó phải mở công xưởng tại Hoa Kỳ, sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là kế hoạch của ông Trump. Ông buộc tất cả các công ty nào mà ở bên ngoài đều phải mở công xưởng ở Hoa Kỳ còn nếu không, ông đánh thuế rất là cao, thì đó có vị thấy ông trả lời trong hãng thông, thông tấn Bloomberg, ông sẵn sàng đánh thuế rất cao thậm chí là từ 200%, ông đánh cho tới khi nào các công ty này không xuất cảng hàng của họ vào Hoa Kỳ được nữa, cho tới khi họ qua Hoa Kỳ mở công xưởng, tại mục tiêu quan trọng đánh thuế là buộc họ phải mở công xưởng tại Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm cho người dân, và khi các công xưởng mở tại đây, thì hàng hóa nó nhiều, mà hàng hóa nó nhiều, thì giá sẽ giảm và ông đã nhắm vào cái vấn đề gọi là khai thác năng lượng khai thác tối đa để có cái nguồn năng lượng dồi dào thì giá mới giảm đi thì quý vị chúng ta đã thấy rõ cái chiến lược kinh tế của ông Trump rất rõ ràng và chính vì vậy mà tại sao người dân bây giờ họ tin vào ông Trump hơn Kamala Harris là bởi vì ông Trump có những cái bài toán thực tế nhưng bây giờ đảng Dân Chủ không còn cái gì để mà gọi là cân với ông Trump cả Do đó bây giờ họ mở chiến dịch tấn công cá nhân Ngọc. Mà tấn công cá nhân 8 năm qua họ tấn công đủ kiểu rồi. Từ phía trước ra phía sau, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Có chỗ nào mà họ không tấn công. Dùng hết rồi. Bây giờ hết đạn. Còn 2 tuần lễ nữa là bầu cử rồi. Bây giờ hết đạn. Môi hồ sơ y tế ra đem những vấn đề pháp lý lên quậy trở lại. <laughs> Điều này càng cho thấy là họ tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng rồi họ hy vọng là đem những cái trò gọi là tiêu cực về ông trump lên để hạ cái quy thế của ông nhưng mà họ lầm cử tri bây giờ họ không quan tâm tới những cái đòn tấn công đó nữa cử tri bây giờ họ quan tâm nhất là cuộc sống của họ làm sao nó an toàn làm sao có được dư tiền trong nhà làm sao trả những hóa đơn và làm sao con cái học trong trường không bị lây nhiễm những cái môi trường tệ hại đây là quan tâm của cử tri và làm sao để cho thế giới được hòa bình. Không có một cuộc chiến nào. Quý vị, đây là những gì cử tri quan tâm. Đảng Dân Chủ không có. Ngay cả đó, quý vị thấy không? Cái vụ của Do Thái và của Iran đó, Joe Biden tìm cách gọi là vuốt ve Do Thái. Là đừng tấn công vào các lò nguyên tử, đừng tấn công vào các cái mỏ dầu. Để đổi lại đưa dàn thát qua cho Do Thái. Ông ta không có cách nào chấm dứt cuộc chiến này không có cách nào chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông cả. Và ông ta chỉ ta tuyên bố là ủng hộ cho Do Thái, nhưng kềm chế không để cho Do Thái tấn công một cách gọi là lớn hơn để cuộc chiến mở rộng hơn. Ông ta không có, và Kamala Harris cũng không có. Thậm chí là quý vị, khi hỏi tới Do Thái, bà ta trả lời vòng vo vò tới mức mà đài CBS phải cắt bỏ cái câu trả lời đó, thâu lại một cái câu trả lời khác ngắn gọn hơn để giúp cho bà ta. Gần như là họ bế tắc. Và chính vì càng bế tắc tuyệt vọng, họ càng nhắm vào ông Trump. Bên cạnh những cái mà tôi đã nói hôm trước quý vị, đe dọa sinh mạng của ông Trump. Họ sử dụng tất cả những cái công cụ trong tay của họ để tấn công ông Trump. Tấn công về mặt cá nhân. Tấn công về mặt cá nhân. Và quý vị, chúng chúng ta đang chứng kiến là những cái trò tuyệt vọng của đảng Nhân Chủ. Trong lúc mà họ đã bị mất điểm dần và mất dần chỗ đứng trong công chúng. Khi mà họ bị chảy máu cử tri. Đây là lần đầu tiên Đảng dân chủ bị tổn thương nhiều nhất, chảy máu cử tri từ cộng cộng đồng da đen cho tới uh, cộng đồng Latino và bây giờ tới một số giới trẻ cũng đã bác bỏ cái uh, gọi là cái uh, sự uh, gọi là những cái nghị trình của Đảng dân chủ. Quý vị, càng tới gần ngày bầu cử, chúng ta càng chứng kiến được cái cách tranh cử của đôi bên. Ông Trump thì nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái chính sách của ông, còn Đảng dân chủ thì không nói gì về chính sách, chỉ mở cuộc tấn công cá nhân và moi tất cả những cái gì có thể moi lên được để tấn công cá nhân ông Trump. Và đây chính là những gì mà chúng ta chứng kiến được mùa bầu cử năm nay. Bên cạnh cái việc mà có những sự đe dọa sinh mạng của ông. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.